Hello, xin chào 500 anh em nha. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ nhé. Và hôm nay, vì sao mà mình quay hay quay cái các con ở đầu tiên này? Tại vì mình muốn cập nhật tiếp hai cái phần mà mình có làm nuôi cá bột đến lớn đó các bạn. Nên mình sẽ cập nhật liên tục những cái bài cá như thế này cho đến khi lớn luôn nha các bạn. Ở những cái video mình sẽ cập nhật từng xíu đó cho các bạn biết. Bây giờ thì chiều nay mình sẽ cho nó ra ngoài hồ lớn. Đây, cái hồ này đây, cái hồ này là cái hồ hôm trước mình nói đó, nó bị tách đó. Sau đó là ngay mình nè, thằng Vinh Hero nè, nó cắt ra và dư bên kia một nửa kìa, nó cắt nửa ra, sau đó tận dụng lại cái bạc đó là làm cái hồ nhỏ này. Chiều nay mình sẽ gộp hai bài chung vào luôn và nuôi trong này không thay nước luôn nha các bạn. Ngày mình xăm chỗ ghê lắm nè. Xăm con cá gì mà còn cái đầu không à, cái mình ai chơi. Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau suốt đời nha anh em. Ok, và đây là 15 con cellophane. Mình sẽ thử nghiệm nuôi trong cái bao này, xem thử nó sẽ như thế nào. Không cho ăn, không cho uống, không cho ỉa luôn nha các bạn. Để coi thử những cái con này nó sẽ bị cái gì không. Vì mình đã từng cho những con cá như thế này vào bao để tập cho cá trống kè á, tập kè á, là một tháng con cá nó không bị gì hết. Nên hôm nay mình sẽ luôn tiện cho cá trống nó tập kè thì mình bắt luôn những cái con này. Những cái con này là những cái con cellophane bị bong bóng nha các bạn, tất cả là cellophane mà bị bong bóng. Nên hôm nay mình sẽ bỏ hết vào bao. Ở đây là có 15 con, mình sẽ tập kè và để đó. Mình sẽ review lại cho các bạn xem để coi thử là nó sẽ như thế nào nha. Ok, và hôm nay mình sẽ làm một cái thử nghiệm nhỏ nhỏ dành cho những anh em mà hay đi công tác xa bờ. Hay đi công tác xa bờ để cho anh em yên tâm mà anh em đi, chứ không có sợ cá mình nó chết vì đói hay là không có gì để ăn. Hay là đôi lúc đó, anh em hay nhờ những người bạn hay là những người thân trong gia đình để cho cá nó ăn chứ sợ nó đói nó chết. Đây, để mình sẽ lấy ra cái 15 con này cho mình xem. Tại vì 15 con này là nửa tháng trước mình có cho nó vào bao để cho cá nó tập kè rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra và quay cho các bạn biết nha. Ok, và đây là 15 con cá mà mình đã quay từ nửa tháng trước. Những con cá này là những con cá thứ nhất là cello và thứ hai là nó bị bong bóng nha các bạn, nên mình không thể sử dụng tiếp được. Mình bỏ nó vào bao và thử nghiệm cho anh em xem là 15 ngày sau nó như thế nào, nó chết hay nó sống. Và bây giờ mình sẽ review 15 con cá ở đây. Ok, đây các bạn, vẫn còn sống nha. Đó, các bạn thấy nó bơi không? Một chú nè, chú bộ đội vẫn còn sống nè. Và chú này thế nào? Chú này có lên một xíu đen trên người luôn nè. Các bạn cho nhìn kiểu này á thì thường mình thấy nó đói thôi, chứ còn mà ốm lại á, chứ còn mà để nó chết thì cũng tùy trường hợp nữa nha các bạn, chứ nó không có dễ chết đâu. Đây, cũng tông cũng teo luôn. Con thứ tư nè, các bạn nhìn thấy không, ôm tông móng teo luôn á. Để mình coi nè, đây có con này thì chết nè, một con chết nè. Đây, 6 con. Con này sao đây? Con này thì chết luôn rồi, hai con chết.
không chết. Ôi cái con này nó chết mà nó mắc luôn cái đầu luôn mấy bạn ơi. Này nó rã ra luôn nè. Cái con này á, bây giờ lấy cái đầu cá mà trên lưng của thằng em mình nó ghép vào thì được. À, con này thì suy sụp tinh thần, cũng sắp ra đi rồi đó mấy bạn. Đôi lúc mình thấy mình ác vượt cờ luôn nha các bạn. Ác mà sống lao được nha các bạn. Ok, tạm mới có 3 con chết cho mấy. À, cái con này cũng lên đen đen nè, chứ cũng chưa chết. Ôi, có một con lên đẹp luôn nha các bạn à. Sau 15 ngày mà nó lên màu kiểu này luôn nè, dễ sợ chưa? Không thể tin được. Chắc mình phải cho nó nhịn đói hết mấy cái bầy cá ở nhà mình quá. Cho nhịn đói hết thì cho nó nhanh lên màu. Nhiều lúc đó cũng là ý hay nha các bạn. Con này thì đi luôn rồi. Con cuối cùng. Con cuối cùng này cũng vẫn sống bình thường. Và theo như mình đánh giá thì nó chết khoảng 3-4 con á. Nhưng mà mình nghĩ á, đa số nó chết á, là cái lý do một á, là bệnh tật, hai á, là nó thiếu oxy trong cái bao đó thôi, mình nghĩ vậy thôi. Còn mà để nó đói chết thì rất là khó nha các bạn. Tại vì sao mà mình đã thử nghiệm như vậy? Khi trước mình nuôi á, là mình đã từng cột những cái câu bình thường vào trong bao, sau đó mình cho nó diệt đói để mình cho kè, và mình thấy nó rất là lì, rất là khó chết nha các bạn. Rất là khó chết nên mình thấy là các bạn, nếu như các bạn hay có những cái câu hỏi như là cá sợ cá chết này kia, rồi các bạn cứ cho nó ăn, nhưng mà mình thấy đa số cho ăn nhiều lúc dễ chết hơn là các bạn cho đói nha các bạn. Và cái thử nghiệm nhỏ nhỏ của mình tới đây thôi. Nếu như bạn nào không tin thì có thể tự mình kiểm nghiệm nha. Mình thì mình làm thử nghiệm cho anh em để anh em xem cho vui, và anh em biết được là anh em cho ăn hay là không. Thực ra thì cho ăn khi á mà con cá của mình á nó đúng một cái size nhất định rồi, thì bình thường mình sẽ không cho ăn nhiều nữa. Mình chỉ cho ăn nó cầm chừng thôi. Một ngày mình chỉ cho ăn nó một cữ một ít thôi, ăn để sống thôi, chứ không phải là ăn để lên màu hay là ăn để cho nó to size, không cần thiết nữa. Trừ khi những cái con union á, những cái con size nhỏ mình cần, mình thúc size, hoặc là mình muốn cho nó lên màu tốt thì mình cho ăn tốt hơn, mình thay nước liên tục để cho nó bung size nhanh hơn. Còn mà những cái con mà nó đã có size rồi, màu mà nó đã lên ổn định rồi, thì các bạn không nên cho ăn nhiều làm gì. Ăn nhiều nó dễ chết hơn là các bạn cho đói nha. Đó là cái thử nghiệm nhỏ của mình muốn gửi tới cho những anh em nào hay xa bờ tối nay. Tối hôm qua Hà Lan đá mà mình không xem. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Và bây giờ mình sẽ làm một cái event nhỏ dành tặng cho tất cả các bạn. Event này như đã hứa thì bình thường sẽ cuối tháng mình sẽ làm một cái event nhỏ cho anh em, để anh em tham gia cho vui nha. Ok, bây giờ mình sẽ quay cái tờ tiền đó và anh em cố gắng dự đoán với mình. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình làm có cái động lực, mình làm tiếp những cái video nó hữu ích hơn cho các bạn, để các bạn có thêm kinh nghiệm để nuôi cá beta nha. Hello, xin chào tạm biệt. Ok, và cái tờ tiền này mang cái mã số là GE43329. Và hai con số cuối cùng mình gợi ý cho các bạn là nó rất là đặc biệt nha các bạn. Nó vô cùng đặc biệt, nên các bạn cố gắng tìm những con số đặc biệt nhất, và các bạn hãy dự đoán là con số đặc biệt nhất. Và các bạn theo số dự đoán thì các bạn cũng biết rồi đó, hai số may mắn và bốn số điện thoại đuôi.
anh em nhanh tay lên nha. Và mình sẽ để đến khi nào có người nhận thì mình có người trúng thì mình sẽ tặng luôn cái cặp cá đó cho bạn đó luôn nha. Ok.